Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, sáng hôm nay đi chợ mua được 20 trứng hột vịt lộn. Đây, hột vịt lộn ở dưới quê có 35.000 đồng chục mà mọi người. Ở Sài Gòn là tới 50.000 lận á. Giờ mình mua được 20 trứng hột vịt lộn, cái này là con nhỏ. Giờ mình phải chà rửa sạch sẽ nè. Chà rửa cho sạch sẽ là mình sẽ nấu theo cái bí quyết của bà Mười ở trên Sài Gòn. Cái cách luộc này nó rất là đặc biệt nha, mình luộc từ nước luộc phải luộc với nước dừa tươi nha. Luộc với nước dừa tươi, phải để rừng vô nữa nè. Rồi sau đó là phải để lá dứa vô nữa nè. Nên ăn rất là ngon luôn, cái nước nó rất là ngọt luôn mọi người. Giờ mình phải chà rửa sạch sẽ như vậy nè. Muốn ăn ngon là phải lăn vào bếp. Đó, chà lên. Thấy mấy cái hộp nó trắng tinh không? Trắng tinh luôn. Ok. Ở đây làm vịt lộn đi, lát về. Đây bây giờ sau khi Nhật đã rửa xong hột vịt lộn nè mọi người, rất là trắng tinh luôn, trắng như tuyết luôn nha. Như vậy là mình ăn mình cảm thấy mới mạnh miệng đó. Và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ luộc bằng nước dừa nha. Đó. Bây giờ chặt dừa. Dừa này 10.000 trái đó mọi người. Đây nha. Rồi. Lâu ngày quá luộc nghề. Dừa này nó cũng chưa có già lắm, nhưng mà nó cũng rất là nhiều nước. Rồi, tưới ra ngoài sân hết miếng rồi. Đó, cái này là sau đó là mình bỏ trứng vào. Rồi sau đó mình đập rừng mình bỏ vào đó nha. Rừng bỏ vào luôn. Rồi lá dứa bỏ vào luôn. Là một lát nữa khi mà chúng ta ăn cái trứng vịt lộn đó, ta nói xuất sắc luôn, là nó ngọt từ bên trong tới đến bên ngoài luôn. Ngoài chợ thì bán 10.000 trứng, còn ở quê thì cây nhà lá vườn 35.000 chục, rất là rẻ luôn nè. Mời mọi người cùng đi với Nhật, chúng ta sẽ đi xuống với một cái bếp lửa than hồng để chúng ta nấu. Ten. Đó. Đây. Bây giờ mình sẽ đốt lửa, mình sẽ nấu ở đây nha mọi người. Ở dưới quê á, là mọi người biết là luôn luôn phải có một cái nồng như này nè, để mà khi mà chúng ta người ta đốt cho đừng cho nó bị khói ở bên ngoài. Ở tiếp theo đó thì chụp hình anh chưa? Tắt đi chụp hình đi. Nè mọi người biết không, cái lá dứa này là ở nhà ngoại trồng nè. Đó, ngoại trồng bây giờ lá dứa nó nhỏ, còn mình bỏ vô luôn nha. Rồi mình sắt gừng bỏ vô như thế này. Đó. Mặc dù ăn ở nhà nhưng mà mình cũng phải làm cho nó kỹ lưỡng, mà ở nhà đặc biệt phải kỹ hơn đó mọi người, thấy không? Tuyệt vời không? Rất là hấp dẫn luôn. Sau đó mình bắt lên bếp nha. Đó, bắt lên bếp. Bây giờ lấy lá dừa ở đâu ta? Đây, lá dừa ở đây. Qua đây. Hình như là quay 0.5 cho nó đẹp hơn. Thấy rõ hết. Tắt đi, quay 0.5. Ok. Ha, 0.5. Tiếp theo đó thì Nhật sẽ nhúm lửa bằng cọng lá dừa. Mọi người biết là kỷ niệm tuổi thơ của Nhật là gắn liền với những bếp củi như thế này nè mọi người. Đó, mình quẹt lửa lên gì mình đốt bằng cọng lá dừa. Đó. Nói chung là tuổi thơ của mình nó trải qua một cái quá trình rất là dữ dội. Thế cho nên là cái sự nghèo khó hay là cái sự cực khổ đó, đối với Nhật đó, cái chuyện rất là bình thường. Ở đâu Nhật sống cũng được. Ở đâu mình cũng có thể hòa nhập được. Đó. Tiếp theo đó thì mình sẽ chắc củi vào bên trong nha. Ở dưới quê đơn giản mộc mạc lắm mọi người, không có phải là cầu kỳ qua lá hẹ. Đó. Sau khi lửa hồng đã cháy thì cái dao ở đâu ta?
chúng ta tận dụng cái cơ hội là cắt một tờ lá chuối để đậy lên trên đây, thay vì đậy nắp dung thì nắp dung này nó không quên đem xuống rồi, giờ tận dụng cây chuối bên nhà. Đó, bây giờ mình sẽ cắt tàu lá chuối. Ở dưới quê cái gì nó cũng đơn giản mộc mạc hết trơn á mọi người. Lá chuối cũng ở nhà trồng, gừng thì mua của bà dì thứ ba, hột vịt thì mua của người ta, còn lá dứa thì ngoại trồng. Ở đây ngoại cũng trồng cái dừa nữa. Mọi người biết là ở đây là cũng miếng đất ở trơn của quê nhà, cho nên là mặc dù là ở đây đất nó lỡ, mọi người biết là lỡ nghèo bên trơn luôn, nhưng mà cũng bồi đắp được chút xíu đất để cho nó không có bị sạt lở. Thấy không, nhìn nhúm chút xíu lửa mà nó cháy thấy sợ không? Đó, mình đẩy cái này lên. Đó, đẩy lên vậy đó, lát nữa là tự động nó nóng nó xẹt xuống rồi, cái đọc điện cái cục quen. Xưa là lúc mà chia sẻ với bà cô chú anh chị á, là cái thời điểm đó là Nhật tầm khoảng 9-10 tuổi á, là cuộc sống á, sự phải nói là rất là khó khăn luôn, có chuỗi cái gì có củi chụm như vậy là tao nói là phước, có phước lắm rồi đó, chứ hồi xưa là không bao giờ chụm bằng củi đâu mọi người. Hồi xưa là mọi người biết rồi, gia đình nó chụm ăn dữ không, bằng những cái cây là cây chuối hồi nãy, mà những cái lá đó nhặt gom là nhặt chụm, xé cây chuối mà nó tan nát hết trơn, mà nó không có xé cây chuối mà nó tan nát hết trơn, nó khô cây chuối, nó chọc lóc cây chuối luôn, chụm bằng lá chuối cơ mà, giống như bây giờ mình mồi bằng lá dừa vậy nè, nhiều khi nấu cơm sống ăn luôn. Cho nên đối với Nhật là cuộc sống dù khó khăn đến mấy, bản thân mình cũng sống được, không có cái sự nề hà gì chứ. Chỉ có ai sống trong những cái cảnh nghèo khó, mọi người mới thấm được cái sự gian lao thôi. Rồi, đây, em mượn. Đó, giờ mình chụm lửa cho nó cháy lên. Hồi nãy là nó tắt rồi, giờ mình mồi thêm nè quý vị. Đơn giản mộc mạc thôi. Cái này là lát nữa không? Lát là tự động nó nóng lên rồi cái lá chuối này nó mềm xuống thôi. Giống như nấu đồ hàng vậy đó. Mình chụm tầm khoảng 15-20 phút là hột vịt đã chín nữa mọi người. Mình nấu đơn giản bằng củi nhà thôi. Đó. Bữa trước mình dỡ cái nhà, dỡ cái tủ chén của ngoài ra đó, tận dụng cái gỗ này để mình chụm luôn. Đêm đêm bên bếp lửa hồng, ngồi ôm dĩ quán thấy thương nhau nhiều hơn. Nếu mà họ không có điều kiện á, nên là một bếp củi á, là một trong những cái mà nó sẽ lưu truyền mãi mãi đối với những cái người dân miền Tây, không riêng về những người dân miền Tây mà bản thân của Nhật là một người trải nghiệm rất là lâu và rất là sâu sắc. Ngày xưa đó mọi người biết là cuộc sống của Nhật á, ngày xưa là tầm khoảng lớp 9, lớp 10 nha, thật sự mà nói với mọi người, nói không phải than chứ là cuộc sống cực kỳ khó khăn vô cùng luôn. Nhớ một cái thời điểm đó là ba mẹ chia tay nhau, rồi Nhật với lại em gái của Nhật là ở cùng với ba, rồi sau đó là lúc đó mẹ cũng đi đâu không biết nữa, rồi xong cái bắt đầu là
hai anh em ở gì đó, người ba thì chạy xe đạp ôm, mà thời điểm công nghệ đó mọi người biết là xe đạp ôm là chạy mỗi người có chạy có 1.000 đồng thôi, cái không có đồ ăn nè, rồi không có gạo để ăn luôn, nước tương nước mắm này cũng không có luôn, cho nên là xách một cái thau nhôm mà đi mượn gạo đó, mọi người biết mượn biết mà người hàng xóm người ta không cho luôn. Giờ gặp lại người hàng xóm đó ở một cái quê hương của nội của Nhật của đó, nó nhiều kỷ niệm và nó nhiều cái ký ức mà trong lòng, trong suy nghĩ của mình đó, nó luôn luôn nhớ mãi những cái hình ảnh đó. Cho nên đó là cái động lực mà tại sao là Nhật lên Sài Gòn, Nhật không có, đến thời điểm hiện tại nó thật sự với mọi người là Nhật không có tình yêu luôn á. Chỉ biết cố gắng đi làm, chỉ biết cố gắng có được cái nguồn thu nhập để lo cho gia đình, đặc biệt là lo cho bà ngoại. Nhiều khi mình không có nói ra, nhiều khi không có muốn nói ra, nhưng mà mình nói ra có nghĩa là trong lòng mình nó có nhiều cái cảm xúc, nên sẵn tiện là mình muốn chia sẻ với ông bà cô chú anh chị để cho mọi người thấy trong cuộc sống nó có nhiều cái chúng ta cần phải phấn đấu. Như vậy có nhiều người hỏi Nhật á, tại sao Nhật không muốn cứ xong là cái ghe nó đang chạy. Có nhiều người hỏi Nhật đó là tại sao Nhật không uống thuốc, Nhật không uống rượu. Thứ nhất là mình hút thuốc nó không có lợi cho bản thân mình, nó rất là hại cho cái cơ thể của mình, nhất là cái phổi. Thứ hai là hút thuốc là một cái gì đó mình cảm thấy nó không đem lại cái sự tốt đẹp cho cá nhân của Nhật. Thứ ba là tại vì mình sống trong cái sự nghèo khó nó quen rồi, những cái mà nó không có, những cái mà nó không có làm cho bản thân mình cảm thấy hút thuốc là một cái điều tốt, một cái điều đẹp trong mắt xã hội thì mình không làm đó. Còn uống rượu á, uống rượu thì Nhật uống nhiều cũng được hết trơn mọi người, nhưng mà nó tùy vào trường hợp và nó tùy vào cái không gian thời gian, tùy vào cái mối quan hệ để chúng ta có thể uống rượu, chứ không phải là uống mọi lúc mọi nơi. Thế cho nên là tóm lại cái câu chuyện mà Nhật muốn nói là từ cái sự nghèo khó, từ cái sự vất vả, từ cái sự gian lao, từ cái sự mà không có gì, đó là một cái động lực trong lòng của Nhật và suy nghĩ của Nhật để mình cố gắng mình làm. Mặc dù công việc của Nhật nhiều khi nó bấp bênh, mọi người biết là công việc bấp bênh lắm, cho nên là lúc có xô lúc không có xô, nhưng mà mình sẽ tận dụng hết cái khoảng thanh xuân, cái thời gian của mình còn để mình làm, để mình trải nghiệm, để mình đem lại cái nguồn thu nhập cho bản thân mình để lo cho gia đình. Đó là cái điều mà Nhật luôn hướng tới. Thời gian qua là mọi người biết là Nhật đi du lịch cũng khá là nhiều á, là Nhật đi Nhật, Nhật đi Hàn, Nhật đi Xin, Nhật đi Mã Lai, Nhật đi Singapore, Nhật đi Thái Lan. Thật sự bản thân của Nhật nói một lần nữa cho quý vị biết là không bao giờ trong đầu có một cái tư tưởng là để đi hưởng thụ hay là một cái tư tưởng để đi du lịch. Nhưng mà cái điều đó nó đến với Nhật khá là bất ngờ. Và cái điều đặc biệt nhất trong cuộc đời của Nhật đến từng tuổi này là Nhật rất là mang ơn cô của Nhật. Một người cô ở bên tiểu bang Virginia ở bên nước Mỹ, cô Thí Hương. Cô là một cái nguồn động lực. Cô là một cái, nói nôm na có thể là mọi người sẽ nghĩ mình là một cái người ra vẻ, nhưng mà thật sự trong cuộc đời của Nhật đến từng tuổi này phải nói là cô giống như là một cái vị ân nhân, một người quý nhân đã giúp đỡ con trong cái hành trình tương lai phía trước của con, cho nên là con sẽ luôn luôn ghi nhớ mãi trong lòng bằng cả một cái quãng đời còn lại của con với cái lòng biết ơn cô rất là sâu sắc. Thì đó là những lời tâm sự của Nhật mà có một số bạn anh chị hay hỏi Nhật. Với lại tại sao mà Nhật có cái tên là Nhật Campuchia, đó cũng là một cái kỷ niệm đó mọi người, một cái kỷ niệm, một cái dấu ấn của bản thân Nhật khi Nhật làm nghệ thuật. Vô tình, tình cờ và một cái duyên thôi, khi mà
bạn nó đặt tên cho Nhật là Nhật Campuchia. Nhưng mà cái câu chuyện đó chắc có lẽ nó hơi dài lắm, nên lần sau Nhật sẽ chia sẻ cho mọi người. Chứ Nhật không phải là người Campuchia, Nhật cũng không phải đi qua Campuchia để đánh bài. Nên là đại khái là mọi người cứ nghĩ là Nhật Campuchia là đang ở bên Campuchia rồi về Việt Nam đi này kia kia nọ. Không phải, từ trước giờ là Nhật chưa bao giờ biết những cái môn, những cái tệ nạn của xã hội. Mình biết thôi chứ mình không bao giờ mình xâm nhập, hay là mình không bao giờ mình chơi để mình ghiền, hay là mình cảm thấy là giống như những người khác đó. Quay lại câu chuyện ngày hôm nay thì mọi người ơi, thì nãy giờ chia sẻ và nói chuyện với mọi người thì cái nồi hộp dịch nó cũng đã tầm khoảng 15 phút rồi. Thì bây giờ mình đợi khoảng 5 phút nữa thôi thì bắt đầu là chúng ta sẽ được thưởng thức một cái hương vị hộp dịch lộn luộc từ nước dừa và gừng và lá dứa pha trộn lẫn với nhau, thì nó ra một cái vị nước rất là ngọt, ngọt từ ở bên trong trứng và ra bên ngoài luôn đó. Nhật có cái tật nha, khi mỗi lần về quê á, mọi người biết là ở trên thành phố thì Nhật ăn không có thiếu gì cả, nhưng mỗi lần về quê á, thì muốn mua mình ăn một mình á, mình cảm thấy nó không có vui, không có vui chỗ làm mình ăn một mình á, thì thấy mọi người xung quanh á, không có ăn được những cái món như vậy á, mọi người cũng lao vào công việc á, không có thời gian để ăn á. Khi mà Nhật rảnh á, thì Nhật mua, mà đa phần là Nhật mua lúc nào cũng nhiều hết trơn á, để cho anh em ở trong nhà cũng như mấy dì ở gần với nhau á, mọi người xúm nhau ăn, thể hiện ăn với nhau sum họp, cũng là một cái tình cảm rất là vui, quây quần bên nhau, đó là vậy đó mọi người. Nãy giờ mình luộc đó mọi người thấy là cũng gần 20 phút mà nó đang sôi quá trời luôn mọi người thấy không. Mình tận dụng cây nhà lá dừa ở trong nhà có sẵn mình làm luôn đó, sôi quá trời luôn. Chút xíu đi, khoảng 5 phút nữa đi. Mọi người ơi, thì ăn hộp vịt lộn thì mọi người không thể nào thiếu cao găm được nha cả nhà. Cao găm này hồi sáng là mình dì ba của mình xin cái bà với kế bên cạnh nè. Ăn hộp vịt lộn không có tốn tiền cao găm nha. Là mấy cọng này bỏ rồi. Giờ quá trời đổ nữa. Nghe cái mùi rau găm là lúc nào luôn luôn cũng nhớ đến cái mùi thịt lộn chứ mọi người. Đó, để nguyên cọng vô luôn ăn cho đã. Ok mọi người luôn. Rồi, bây giờ mọi thứ đã xong rồi. Hồi nãy trong đây nó có một cái trứng bể mọi người ơi. Đó. Giờ mình vớt ra từ từ nha. Ê, mình luộc cái này 20 phút là nó chín rồi đúng không ta? Chắc vậy. Ủa dạ dạ dạ. À, trong đây nó có hai trứng bị bể. Cho nên là nãy giờ mọi người thấy nó văng ra tùm lum hết trơn nè. Nhưng mà cái nước dừa này rất là ngọt nha. Nó văng cái mề ra luôn nè quý vị. Nhưng mà cái nước này rất là ngọt nha bà con cô bác anh chị ơi. Nước dừa mình luộc theo kiểu này là tôi nói xuất sắc. Quay vô cái hộp vịt lộn nè. Đó, vô cái thao vịt lộn nè. Mọi người thấy không? Bá trái bị chét chưa? Thanh xanh của lá dứa nè. Đó. Chết chưa? Đó, mọi người thấy không? Bể, cái răng nó bể về đây hết một trứng rồi. Bể hả? Dạ. Quá trời bể trời rồi. Ủa da nóng quá. Nè lấy cái này đựng vô. Này đây. Đây rồi. Ok. Rồi đi. Đây lộn nha bà con. Đây là vịt vườn. Nhưng mà luộc với lại gừng với lại nước dừa đó. Rau găm này không phải rau găm ấy, rau găm nhũi. Rau găm nhũi rất ngon. Muối tiêu cũng làm nhà. Ở quê cái gì cũng làm nhà, ăn nó bệnh. Kim cứ rửa mấy cái hốt hố lại đi Kim. 35 ngàn một chục nha bà con, về quê là 35 ngàn một chục.
là chỉ 3.500 một chín, nếu lột luộc quên nó lột luộc chín ra là 5.000. Mấy thằng nó lên luôn tấp, nó đi lại chợ, nó quay rau cải này kia nọ, nó về bà kia bà chữ, mà nó trời ơi lại quay làm gì vậy? Quay làm gì lên mạng lên hình, tôi đâu có chịu, chú quát đi đuổi. Thì có nhiều người người ta không chịu lên mạng gì đó. Không có, người ta không chịu, người ta nói là cũng như quay vậy chứ. Mọi người ăn hồi dịch lộn. Trời ơi nóng kiếm. Mày trước khi mày đi quán tiệm là mày như gì là mày bị rồi nè. Rồi, quán tiệm là mày đi gì là bị bỏng. Trước khi người ta cũng thò tay thì mình chờ ta thò tay lấy cái gì rồi rồi mình thò tay sao? Để cái nước của nó bỏng nè chứ. Nó chín nó bị dòi. Cái này con phải to lên chút xíu nè mấy con. Con to lên chút. Mấy chán nãy dòi. Thôi to thôi, cho tao học cho tay cho Thảo thôi. Tao không biết học nào mà có được có con. Tính học may quá. Có hai học đi. May quá à chứ nè. Này giờ cho nó bớt bớt đi. Khi bà ngoại nó, bà nội nó nấu qua, cho đi dùng qua. Thở đi nấu, cho đi dùng. Sao bỏ cái này chờ nước không vậy? Nó nóng quá rồi chết. Thò tay ra, thò tay vô cho nó ăn với mẹ rồi. Rồi ăn đi qua, mọi người ăn thử coi, thưởng thức thử coi nó có ngọt không. Con luộc bằng gừng á. Gừng với lại lá dứa với lại nước dừa. Con gì lại chị ba để đi nè. Ngọt không ơi Kim? Dạ, chưa đủ. Mọi người ăn hộp dịch hạn chế hết cái nước này nha. Tại cái nước này là nước ói của con vịt. Ủa, ai nói mày đó? Cái nước này ngon mà. À, ai nói mày? Ủa, nói đâu? Nhưng mà cái này là nước ói á. Nhưng mà nước này bổ mà, người ta nói hả? Mẹ mày nước đó hả? Bởi mày mới đổ mua dùm dột cô ba đó hả? Ừ. Bà nội mày dám đâu. Có những đổ ngoài này Kim ơi. Hộp dịch mày cái nước này chê. Ói dịch gì trời? Hộp dịch người ta ăn... con vịt nó có cái nước này là nước này ăn là nó bổ. Có gì đâu. Mình cần uống cái nước nước nó uống rồi cơm. Thôi. Thôi. Gấu mày nói vậy ta gấu. Quay 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 nhào nhào vô gấu này nè. Cho mày cái hộp vịt coi. Cho mày cái mè nè. À, ông nội. Vậy là cái bà bán hộp vịt lộn mà nó đúng ngoài con nhỏ. Nhỏ ông nội đó nè. Hôm nay cái mè to quá. Cái bà này bà bán hồng vịt chứ bà nó dốc cái láo lắm nha bà con. Trời ơi. Ừ, bà bán hồng vịt mà nó dốc cái mẹ chà bá gì cũng như cái mua con rùa vậy đó mà bà nói mè nhỏ. Ở chợ rồi nói chung là 10 người là chỉ 2 người là ta thiệt thà thôi chứ giờ 8 người 9 người á ta nói tầm 7 bà. Tại mà ta bán mà ta không nói gì hết. Nhưng mà bà nói là sáng đó, nếu mà đem về luộc con to quá thì đem mà đổi lại. Kìa dí giò, trời ơi chị nghe nói dí giò mày đá ở trong gốc vậy. Để. Gốc. Mày đi qua mày bánh không mà cái mẹ to thiệt nè. Mẹ to quá. Mẹ bự đỡ cha này có con đâu cái mẹ viết chỗ đó thì chồng đó được thôi. Con cái gì đâu? Không có. Con chút xíu. Con nhỏ xíu à. Ừ. Con tí nị cái mẹ bự và là một cái chồng đó nó nhiều. Mà cả nhà ăn mẹ không được thôi để đi lát mình cho con gấu ăn. Mẹ cứng quá. Đi vòng qua bánh ăn coi gấu. Đâu rồi à? Bên kia kìa. Con gấu không đi khỏi tôi đâu. Con gấu là con chó đó cả nhà. Bây giờ mọi người kêu gấu gấu mà không thấy con gấu đâu là con gấu là con chó đó. Đi qua bánh kìa. Thầy nó là gấu. Bà ngoại ăn bị lộn ăn được mấy chín? Hôm nào đó lắm là 3 hộ là hết hàng. 2 hộ thường thường. Chị ba ăn được 5 chín không? 5 chín thì đem đi chôn à. Có nổi đâu, có ai đâu mà ăn 20-30 hộp vậy? Trời ơi, ăn quá trời. Mà tôi thèm, già 3 tháng tôi thèm lắm rồi, tôi ăn 3 hộp là mấy tháng. Kim ăn được mấy trứng Kim? Em ăn tối đa 3 trứng. Ăn thử nè, ăn trứng coi. Đói ra ngày mới ăn được 3 trứng. Hả? Ăn 3 trứng là xả xui, người ta nói ăn 3 trứng là xả xui, ăn 2 trứng là bình thường. Chứ ai ăn lẻ, ăn đây lấy 20 nè, hết 5 trứng. Ông đó ông ăn một mâm thịt, mâm mỡ. Ông lấy 500 ngàn. Ông thần cơ, ông vỗ vô nước, em cắt nước mắt à. Nhưng ông ăn hết nhận bó ký mỡ 500 ngàn.
Chế bữa ở quê, chế bữa này đứt luôn. Bữa năm rồi đó. Bữa năm rồi. Năm rồi mà để năm rồi mới ăn đó. Năm rồi này. Hồi sáng kêu cái cô này lựa trứng nhỏ. Cái con nhỏ. Con nhỏ bỉ thôi mà nó nói. Nói. Ăn không vừa lòng được bội hả? Dạ, 15 hộp luôn. Dạ, 14 á. Bộ còn nước dừa chứ để gừng vô lá dứa vô á là cái mùi gừng nát đi cái mùi của ho cũng gì chứ đều đúng vậy thôi mua là đúng có con nó có con mà nó hơi con nó hơi trọng trọng chút phần ngón tay cái gì nè cái này nhỏ quá nó mới ngon cái mọi này nhỏ quá gì ba lột cái đầu lộn kìa để cái đầu bự nó đúng á, đầu bự dễ ăn, như vậy bảo rồi. Bớt cái bự xuống dưới đất đi, để đi. Thôi. Gia đình này hơi lộn xộn, có gắm chút xíu nha quý vị khán giả thông cảm, vui vẻ mang vậy thôi nha, nhưng mà không vui là không ai nói chuyện. Cái này chế nước sữa thì nghe bà con, sữa này vui, sữa này là nhiêu ký? 40.000 đó, ngoài mua 40. Cái sữa này là 40 ngàn. Bữa mua 40 mà. Có bữa 35 cái gì 4 triệu. À. Rất ngon. Cùi nhỏ nè, bà con mua chút sữa cùi nhỏ nhỏ gì ngon nè. Cái cùi tà là ăn cái sớ không. Hôm bữa Ngân nó mua giùm con. Nó cũng giống như là củ gừng xiêm rồi củ gừng 45.000 ký mà chưa cái bự quá không. Chính hai loại. Bà cứ nói nhỏ nhiều. Nhiều. Cái cùi nhỏ nhỏ là ngon, còn cái cùi bự tà là vú sữa đó trong ruột cái cọng dây cái tim của nó đi xuống đó nha. Là nó bị giấy đó nha bà con, nó bị sớ không. Nó không ngon. Kim ăn đi Kim. Cái mề cứng quá thôi đừng ăn. Thôi đừng để lát con gấu ăn. À. Tao nó ăn xong mới bóp á. Ăn xong là phải bóp cho nó nhỏ lại á để em hơi xuống diêm vương bơm nước á. Bóp phải không á? Hả? Có biết Diêm Vương, Diêm Trần gì là ai đâu. Ăn mày cứng hơn, tương đựng ăn. Mày bự quá. Mày bự quá để bỏ để ăn lát cho con gấu chó ăn. Gấu mày đi qua bển đi qua gấu. Chút cho mày ăn mấy cái này. Gấu cái này sướng ghê. Cái này không? Cái này hình như là cái này đi sao? Mày lại đồng bà ức mày mua và lựa ăn sai. Nó lựa y gan. Bỏ đây. Một C một đi cho mẹ. Này có mời bà chị ở sớm ăn mấy cái này thôi. Cái này. Dạ. Cái này nè. Nó lựa nó bán la mà. Nó bán giữa chợ nó không có chính xác, còn trong tiệm là mua đồ chính xác, bởi vì bất cứ món gì la là mua ngoài lầm chết. Ủa nhưng mà cái cô đó bán không dịch chỗ gì ba lâu mà, vô lâu. Mà nó bán tầm xà bữa đấy. Ủa cô lên nhỏ bữa hả? Bà đó đó hả, cái bà đó là em của bà ba chị. Bà chị bán hay không chịu tính. Mày bự quá. Bán như là ổ út mà không, biết bán hay là bà chị đâu. Bây giờ á, đồ mua là trong tiệm nó không có bị lầm, giá cả nó ok, còn như mua chợ ngoài lộ ngoài đường ha, bất cứ cái món gì vậy là tôi không có chịu mua là như vậy. Cái tấm niệm vậy nha, nó nói là 3.999.000 mà cuối cùng nó bán có 1.500.000 đồng bạc thôi bà con, thấy lầm không? Mà bây giờ tôi thấy trong tiền cái niệm gì cái niệm mà ta bán ngoài lộ nó đẩy ha, là nó nói 3.999.000 nha, mà cuối cùng ha có giấy có to hả, mà cuối cùng nó bán nhiêu trả 1.400.000 rồi để bán họ. Nó đẩy vô đây là có nghĩa là bây giờ mà những cái hàng tồn kho đó ở trên thành phố đó họ đem về quê họ bán những trong những cái khu làng hay là những cái đường làng mà những người dân người ta không ít biết á, rồi họ bán rồi xong rồi họ cho đóng cái gì mà đóng từng đợt có nghĩa là họ cũng tính vô đó hết trơn rồi. Nó nói là nó bán 3.999.000 nhưng mà cho góp một năm mấy mà cuối cùng đó ha tôi trả 1.400.000 bắt đầu nó bán luôn hả? Bán triệu rưỡi. Vậy là trả gì là chờ giờ đúng rồi chúng tủ nữa rồi. Ừ. Nó gọi như thế nào? Nó nói là con phải bán góp một năm mấy. Bán góp một năm mấy nhưng mà em nói không? Mày hái hộp ơi. Giờ sao tự nhiên ngồi nó đứng hình vậy trời, có mệt không? Tôi góp một năm mấy nhưng mà nó nói nó bán góp năm mấy là 3.999.000 mà cuối cùng nó giếng nói là mày bố hậu à? Nó lụm nó cho nó khiêng ở trong công ty anh em lấy dương một miếng ra ngoài bán 2.000.000 để mua bia bọt uống chơi. Nhưng mà tôi trả 1.400.000 tôi kêu nó đem vô tới nhà đã đời cái nó đòi 1.500.000. Nó thấy vậy để vô mua luôn ra mua luôn 1.500.000. Nhưng mà cái niệm nó gì ba nằm cảm thấy nó im ngơ lưng không?
nó cũng được, nhưng nóng mà không? Ở ngoài này là ta chịu sáu, chịu sáu mà, nhưng mà chéo bên đúc, chéo bên đúc rất đẹp luôn. Hôm qua kia mua nhưng mà nó có tặng thêm cái áo niệm nữa mà chịu sáu đó, thấy lơ mơ lên lại tiệm mình thấy hàng đó nó mua còn tốt. Bởi vì mua đồ ít chịu mua đồ bán la, bất cứ gì cái son cái chảo cái nồi gì cũng thứ nhất là mua đồ bán la, thứ hai là mua đồ trên mạng. Ô trời ơi, hả hở mua trên mạng, cứ bừng ra clip cũng mua trên mạng, mua tầm bậy tầm bạ. Bây giờ nó tán trong đồ bán la dữ dằn, mới bán góp trả góp. Giờ mặt bằng kinh tế nó khó khăn, mặt bằng nó trả cho người ta bán đồ trên mạng không? Cái diễn năng mạng bán chứ. Rồi nó giao tới nhà. Bánh bò, bánh chuối cũng giao tới nhà. Dòng chuối bào ra chiên mỡ cũng giao tới nhà. Lụm nghe bán này giao. Chuối mình về bào ra mình chiên mỡ ăn nữa. Còn dịch vào này à, không biết ok là gì. Không, cái hộp dịch của cô này không ngon. Nên nói chung là ăn cũng được thôi, chứ mà ngon thì nó không ngon lắm. Cũng như là nó gốc tư 1% mà chưa được nửa 1%. Đúng rồi, gốc tư chứ chưa được nửa 1%. Bà ướp được không? Nhìn hộp dịch tầm em mà người ta bán trong tiệm này không, không? Không? Bà ướp được không? Nước chảy. Anh làm dĩa nè. Đang lấy cái bọc, gì lấy cái bọc bỏ vô. Bà ngoại tốt ha, ăn gì bà ngoại cũng đem cho cháu hết trơn. Cho bà ngoại ăn, cho bà ngoại đem cho cháu không, mà nhường cháu không. Ừ. Thôi tao ăn lên mã. Đây mọi người ơi, nãy giờ là gia đình ăn hộp vịt lộn mà chị ba có tâm sự câu chuyện nó hơi dài chút xíu. Đây là bà dì của mình nha mọi người. Hơi dài chuyện nha mọi người. Thấy không? Ý con nói câu chuyện nó hơi dài á. Câu chuyện nó hơi dài, dì ba nghe câu chuyện dài chuyện. Trên đời này không có nước non nào mà kể để hết câu chuyện hết trơn, bà con. Còn đây là hot TikToker cái gì? Ken bò sữa đó. Cũng chấn động lắm á, live stream cũng chấn động lắm. Đây là live stream chấn động đó nghe bà con. Đây nè, đó. 7 tuổi á. Chào khán giả đi con. Chào khán giả. Mình mới biết làm chuyện đó là mình mới lên rồi mình chào khán giả để cho khán giả nhìn trong phim. Cũng hay quá ha, mình, cũng nói đúng quá ha. Mình đi lên trước khi mình quay trong YouTube mình phải chào khán giả như cái nhiều bà đi lên nha. À cũng như giờ ta đã đi tìm chồng. Hỏi nội hỏi hai người ngon. Hai người đi lên tìm chồng biết nói gì không? À, đi lên tìm lên mạng tìm lên thì bắt đầu ổng nói rồi bây giờ ổng thẳng để tôi coi tình hình bên bà rồi coi có còn chồng còn đội không, có tìm hiểu khoảng khác. Cái thằng kia nó nói lên YouTube thì phải chú hỏi gì tới người khác. Thôi giờ hai người quay mặt lại chào anh, bạn kia ta hỏi chào cô bên đây, mình nói chào anh đi không, chào khán giả. Rồi lên đây nói chuyện với khán giả hay gì? Nói ăn đừng đó. Đấy, mình nhiều cái nha, nói chuyện không? Không, không nào ăn nữa đâu. Chỗ nào? Ba hột là dữ lắm rồi, con ăn đi. Tự nhiên trên mạng bây giờ cái vụ mà tìm chồng tìm gì tùm lum tùm la hết trơn. Trong Đồng Nai này dữ tợn, cái tổng tìm la gì trời. Trời ơi, quá trời chữ. Chữ dữ lắm chữ. Tìm không được chữ. Ta đi lên. Còn trứng ăn luôn đi. Trứng này là trứng thứ ba nha mọi người. Những cái thằng kia. Trứng thứ ba hả? Dì ơi, dì cho con quay. Con quay cái món đồ của dì bán hay gì, con quay những món này để làm gì, gì mình nói lên cho ta biết không. Cầm cái đồ lô tóc quay của ta vậy nè. Cầm quay cái thằng kia bà kia nói thôi chú ơi, tôi không có quay đâu, cũng về chú quay đồ tôi chi vậy. Gần với lại không có chú quay. Lá dứa. Chúng ta nó nước phải không? Trứng này nó thơm. Để mình xịt ra nè. Dì ba đang nói tiếp câu chuyện hồi sáng, thằng đó quay ngoài chợ hả? Ừ. Thằng đó nó quay ngoài chợ, hai thằng lại chợ quay mà có người ta biết chuyện, người ta để cho quay, người ta không biết, người ta sợ, người ta không cho quay. Nhiều khi mấy bà đó nhiều khi có thiếu nợ, người ta không sợ mà quay lên sợ không thằng. Cho quay, người ta nói thôi chú quay chỗ khác đi, chứ không nói nhiều người ta nói thôi tôi chú quay chỗ khác đi thôi. Nhiều người ta nói cho chú ơi này ngộ à, quay đồ tôi mà không hỏi tôi muốn quay gì quay trời. Người ta đuổi nó ngang nó dọc, có người nói xui nó người nó ngang, người nó dọc nó ngộ. Trời đất ơi, 1 2 3 4 người ăn hết hai trứng hộp vịt lộn đó trời. Không có, dì ba xin về hai trứng nữa là tổng cộng 3 1 2 3 4 người ăn 18 trứng hộp vịt lộn. Tôi ăn có 2 trứng à nghe cha. Tôi nói tôi ăn có 2 trứng à, tôi ăn không có nổi. Với đây 2 trứng cho cháu ngoại nữa là 4 trứng mà được. Tâm trạng tôi là 2 trứng là dữ lắm mà tôi đâu ăn nổi, rồi mấy cha ăn là 15 20 hộp đó đâu. Ăn kiểu đó thì bể nợ chạy sớm. Nội ơi. Ai ăn
ăn với ở đây. Hay là ăn quá trời ăn nhiều người lắm. Nhỏ từ 10 tuổi thì ăn 15 hộp, 14 hộp. Ăn kiểu nó chắc chết thì dịch. Ăn đi hộp, dĩa 10 hộp, hộp ăn 50. Ăn 2 hộp. Cái hộp dịch bình thường á, một tuần á là 7 ngày mà mọi người nên ăn được 2 trứng á thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Còn mình ăn nhiều quá nó dư cái chất á. Nó dư cái chất nó làm cho cơ thể mình cũng không tốt. Không mà gì lâu lâu, mỗi chị mình ăn 2 hộp dịch lộn mà cho nó ngon. Không có phải mua chị lâu lâu này 3 hộp à. Nhưng mà ở trên thành phố mọi người biết là hộp dịch lộn này á, người ta rất là sợ, có những người họ rất là sợ tại vì họ sợ sát sanh. Cho nên là những người bán á, người ta nói những người bán họ tạo nghiệp rất là nhiều là tại vì bán không dịch lộn mà luộc những cái con chết nằm trong nồi á, nữa sau này nó rất là tội, không biết có đúng hay không. Đúng Kim? Dạ đúng. Hả? Dạ đúng. Vừa nãy giờ sát sanh mấy con rồi? Dạ nãy vừa 3 con. 3 con rồi. Đứng đây đứng đại ra đi. Đứng quýnh 13 cây. Đứng đại bọc ra đi. Lấy nữa, cái để cho cái lon. Cảm ơn bà cô chú anh chị nãy giờ đã xem video một buổi đơn giản mộc mạc tại quê nhà của gia đình bà Ba nha mọi người. Bà Ba là bà ngoại của Nhật đó, thứ ba. Đây Thiên Kim bà ngoại, bà nội. Bà nội thì bà nội luôn rồi đó kìa. Nói ngon mà sao mặt căng thẳng gì trời, ngon mà ngoài căng thẳng gì trời. Gì thằng ơi ngon mà tự nhìn qua con gì vậy? Thường xưa thì ăn chừng ví dụ như ăn một hộp chơi thôi, tối đa là 2 thôi. Bữa nay ăn tới 3 hộp. Hồi nãy đáng lẽ ra là mình phải mua hộp vịt lộn của bà Ức ăn ha. Bà Ức là mẹ của Nhan Phúc Vinh đó. Đúng không? Đúng. À, vậy là nhà hả? Mẹ nó. Nhưng mà ngoài nghĩ rằng cái bà này bà bán biết luộc rồi. Cái chồng đỏ hồi nãy nó trắng tư. Nhưng mà chồng đỏ của bà Ức á là dịp, đỏ ao à. Mai mốt á là mình phải mua hộp vịt lộn là mình vô tiệm nhà của bà Ức á, là mẹ của diễn viên Nhan Phúc Vinh á, ngon hơn. Hồi đúng xưa rồi. Giờ là mình ăn hộp vịt là hay ra nhà bà mua không à? Đúng rồi. Quên. Mày nhớ à, hồi xưa tới bây giờ á là khi mà gia đình á ăn hộp vịt lộn là thường là đi ra ngoài cái cửa hàng của nhà của bạn diễn viên Nhan Phúc Vinh á là mua đó ăn không mọi người. Nhưng mà hồi sáng này thì cũng thử một cái cảm giác là đi ra ngoài cái tiệm ở ngoài chợ của một cái người bán bình thường á mua ăn, nhưng mà cuối cùng là không có ngon lắm. Cho nên là mới nói với bà ngoại là đáng lẽ ra là mua của cái cửa hàng của cái cô Ức mẹ của Nhan Phúc Vinh ở ngoài chợ gần nhà của Nhật nè. Cho nên là thôi mới mốt rút kinh nghiệm là lại cái tiệm lớn mua ăn cho nó an toàn, và cái trứng ấp họ nó cũng theo một cái chu kỳ nhất định nó ăn nó rất là ngon. Nên là cái gì cho nên là mình muốn chia sẻ cho ông bà cô chú anh chị cùng xem. Rồi thôi cảm ơn mọi người, bye bye mọi người. Bye bye mọi người.